Chiều ngày hôm qua tại Hà Nội đã xảy ra một vụ cháy gara ô tô trên đường Nguyễn Văn Giáp, quận Nam Từ Liêm. Nhiều tài sản và xe đắt tiền đã bị thiêu rụi. Theo thông tin ban đầu thì ngọn lửa bùng lên nhanh, cột khói đen nghi ngút, có tiếng nổ lớn phát ra cùng mùi khét nồng nặc. Đến 19 giờ 30 phút cùng ngày, ngọn lửa đã được dập tắt. Bước đầu ghi nhận có 9 xe ô tô bị cháy, may mắn không có người thương vong.